Con nhỏ này nè, con nhỏ
giờ mới lên chơi. Rồi quý vị ơi, đây dòng loại tiếp theo. Trời nó chưa định hình ra đường. Trời nó chưa định hình ra đường. Đây, mưa lên đồng 10 đâu. Rồi chạy đi con. Đó, rồi đó. Cái tài của con Ái Trình á. Dạ. Ái Trình đây là mày bóp cái gì mày bê bóp con tội không chạy giá Trình. Trời ơi là trời. Vô chạy nè con, để chạy nhanh lắm thấy không? Cãi tôi. Trời ơi. Vô đi con ơi, mũ nội mày. Nội cha. Mũ nội mày có hỏi con non. Trời ơi, chạy vô đi con. Đó đó, ờ đó đó. Ờ rồi, không nói đi. Vô đi bà nội. Cho nó vô lòng ra đi. Má này mất ngủ mà. Ngủ mệt rồi. Má mô quy cha. Thánh Hằng ơi, mới bị. Vô. Trời ơi. Chưa dở sao ông chùa nó ham chạy. Vô, vô con ơi, vô. Vô, 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 chạy đi con, đó tới giờ kia mày chạy mày nhớ không? Tới giờ kia chạy đánh đánh đập. Vô, vô, vô. Alo, 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 vô, 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 vô. Alo, alo, alo. Vô. Vô đi con. Bà, bà, bà. Vô, tôi rồi ơi. Má vô, má chui rồi má. Vô, cái thằng nhỏ nhỏ vô số mấy đây? Số, số, số mấy? Chui vô đây. Vô. Vô. Trời ơi, chui. Trời ơi, đúng rồi. Vô. Con là trời ơi, số 5. Số 5, số 5. Ai trúng, ai trúng. Số 5, số đọc vậy. Rồi, chồng tôi số 6, tức chồng tôi ghê. Số 6 không rồi, số 5 đây. Rồi, mua số 6 đâu hả? À, số 5 là số đọc vậy. Rồi, cái gì vậy? À, số 5 là số gì? Số 5 là số 5 em bé nhỏ nhỏ đây. Rồi. Rồi, chưa số 5 đây, nói cái đầu con bỏ ra nè. Rồi, số 5 bắt được, alo cái trường đạp cái trường nha. Rồi hết dở sâu. Đó em bé nhỏ nhỏ là con số 5 luôn. Đó. Anh thấy vui hơn cái hai gia đình bình miên. Rồi cẩn thận Tư Trang luôn. Đã kêu anh nói vàng này kêu nói vàng lại cẩn thận Tư Trang. Rồi anh nói cẩn thận Tư Trang anh ơi. Rồi. Vô Tư Trang mở miệng quý vị. Vô vô vô. 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 Vô, pha la la, vô, vô, hù nó coi hơi tiểu bị, cười với nó đi em. Vô, mà nó trời ba cái cây, trời ơi trời má ơi. Vô, mày liếm, mày liếm mà mày chẳng chịu chân rồi mà. 15, 15, 15. 15 là con số đọc giải cái gì? Bây giờ nó có con số 15 đọc giải cái gì? Làm trường sẵn đây, trời có đâu mà 15 cái anh buông xuống, số 8 anh buông xuống, số 7 anh buông xuống, đó. Rồi trên dưới phu thuê hai đứa gì mà bên nhau là con 15 mấy anh rồi hiểu rồi rồi lẹ hả luôn nhanh lẹ lên luôn nha sa la 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 rồi để nhé chị 10.000 là ba số chơi vui vẻ ủa anh trai trời ơi nhìn lộn anh trai 10.000 ba vé vô đây vô đây mẹ vô đây vô đây vô đây vô lên chơi đi nè lên rồi vô đây 10.000 nè sống chơi được má kìa anh khoan rồi quá mấy cái này là ghé phòng YouTube lên nè cái nhỏ mà trời cái nhỏ mà cái nhỏ chưa có ghé phòng YouTube à cả nhà ghé luôn cái nhỏ không ghé phòng YouTube lại cho nó chạy nhà chị này nè cái nhỏ này phải ghé phòng YouTube lại nè đó ghé phòng YouTube mày mò vô phỏng tay đó rồi ba ghế chưa chắc hay là đại dông hồi vừa đó đó quý vị em mua đi đâu anh sẽ chiều em tới đó ba ghế chắc hay là đại dông hồi vừa em đi đi ơi một ghế chắc một ghế chắc quá hai ghế chắc mình sổ số nhanh gọn lẹ luôn một vé được ba cơ hội được rồi quá đẹp hết vé luôn đó bán vé tôi nói mặt đầm sắc sảo luôn mặt đầm tôi nói chân hai chứ bưởi lên luôn nhớ vị đọc dạy lấy qua không lấy hai lắm nó ngọt lấy qua hai chứ bưởi rồi vé đi ra mình chọn rồi chọn cái vé lại cũng rồi vé một tờ vé một tờ vé ba cơ hội đọc dạy rồi hết một vé nữa quý vị ơi rồi hết chưa lẹ đâu còn có một vé quý vị mời mẹ quý vị lẹ đó biết đâu ba vé này sẽ mang lại cho ba đến đây nhiều cơ hội đọc dạy quý vị ơi đó một vé ba cơ hội đọc dạy mở với ba cái lỗ bỏ chung hết chưa hà nội hết rồi vé còn lại đi mời 10.000 10.000 cuối cùng một vé ba cái lỗ cho bà đi chung vô quý vị bà nội 10.000 cuối cùng bà nội đó 10.000 cuối cùng quý vị 10.000 cuối cùng anh mà nó mới chỉnh hội cho vô quý vị nè má nó 10.000 cuối cùng 10.000 cuối cùng 10.000 cuối cùng hai chị đạp hợp đó à. Vé 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 v
Đó, kiếm nhà tối rồi. Rồi kiếm nhà tối lên luôn. Mười rồi nghe nói luôn, dạ sao? Ba cơ hội đọc giải được quý vị. Rồi đâu mới đi với chồng, hay chồng đi ha, đi làm cho Lazada mất tiêu chụp phá xe ngon ghê. Rồi, có sữa đậu nành, lấy sữa đậu nành không chị? Rồi, đây mẹ ơi, là có cái gì yêu cầu.